thu tới rồi, bây giờ lá vàng nhìn thấy đẹp quá, quay cho cả nhà coi. Chia sẻ cái cuộc sống của người Việt Nam ở Mỹ trong vừa qua bầu cử, không biết bà con có ai dịu lại chưa, người thì giận, người thì hờn. Giờ thôi mình đi biển mình xả stress. Để hồi mình tới biển mình sẽ quay mấy cái cảnh mà ở biển nó đang chuẩn bị, nó treo đèn đặng nó cho người ta đi vô coi á, mỗi một chiếc xe vậy là bao nhiêu tiền em, hình như 15 đồng ha. Vì hiểu bây giờ mình đang trên đường tới cái biển đó. Ban đêm thì quay đẹp lắm, thì ban ngày mình chỉ quay cái cảnh giống như là nó đang lắp ráp những cái dàn đèn LED cho cái mùa lễ Noel sắp tới kìa cả nhà. Hồi mình sẽ quay cho cả nhà coi. Đây là xung quanh quang cảnh mùa thu, lá vàng rất là đẹp như thế nhỉ. Đẹp hơn. Vài bữa nữa là sẽ mấy cái lá cây này nó sẽ rụng, nó khô xuống hết, bây giờ thì nó vàng rồi. Bây giờ vài bữa là mấy cái lá này nó rụng xuống hết luôn. Rồi cảnh đồi núi trước mặt mình đây. Bên trái của mình là sân bay. Sân bay local, sân bay nhỏ để người ta đi trong tiểu bang. Bữa nay là 8 tây tháng 11 rồi. Vừa biết kết quả bầu cử xong hôm qua. Một số thì ăn mừng, một số thì buồn, một số thì khóc, một số thì chuẩn bị muốn đi nước ngoài. Sống ở đây không chịu không nổi. Rồi giờ ai thắng cũng được. Mình bây giờ mình gán kiếm chóp làm có tiền trả tiền bill cho cả nhà là được rồi. Đây bên trái mình là cái sân bay giờ vắng. SID lúc này ở đâu có đây bay đâu tiêu chứ không có chiếc máy bay nào chứ. Cái mùa này cái cảnh nó đẹp quá. Đây cái bài nhỏ giờ đi đâu tiêu chứ. Đây là mình đang sắp sửa trên đường tới biển. Bữa nay nhiệt độ là 75 độ F. Tiết rất là đẹp, chở mấy đứa nhỏ đi ra biển để nó chơi chạy xe đạp. Tại vì bữa nay chắc là ngày cuối cùng rồi. Bây giờ bữa lạnh tới không có đi được cả nhà ơi. Hên bữa nay như mai trời còn đẹp. Ok, chúc quay tiếp cả nhà. Sắp sửa tới biển mình sẽ quay cảnh cho cả nhà. Cảnh tới biển nha cả nhà. Đó, hiện bây giờ trước mặt mình nó đang treo mấy cái dòng cung đèn rồi LED đều đó, là tới vài bữa đó sẽ mình sẽ vô đây mình coi đèn, nó cho mình chạy đến một vòng như vậy đó, là mỗi một chiếc xe 15 đô. Để nếu mà đi ban đêm đẹp lắm, để chừng bữa nào mà mình có dịp mà mình có được 15 đô mình sẽ quay trở lại đây mình quay cho cái này coi. Đây bây giờ cái cổng chánh của nó, nhưng mà nữa nó dỗ vô đèn, nó không cho vô đường này cho nó sẽ cho ra thôi. Bây giờ mình vô đây mình quay trước. Ủa, mấy thằng tèo đậu hướng nào rồi. Đi lại cổng bên thông, mình là cái vòng tròn này là nửa cái đường ra cho của người ta nghe cái nha. Đó, đầu bên thông nè, đây đây. Bên trái của mình là nó chuẩn bị nó quay đèn cái cổng này, cổng chào đón bà con đi về. Ở trước mặt mình nó cũng treo đèn nữa nè. Đó. Giờ ban đêm mới đẹp, mà giờ này thì mình chỉ là quay cái cảnh sắp xếp thôi. Đó. Xung quanh là đèn, bữa nay trời đẹp quá, bà con xúm nhà cũng đi ra biển ha. Đó, đây cảnh xung quanh biển. Mình chỉ ngồi trên xe mình chạy nguyên một cái vòng thôi nghe nhỉ. Nó không cho mình đi bộ ra tại bữa đó lạnh đó, mình chỉ nói đuôi nó đuôi. Ok. Đây, nó trời đẹp rồi, dắt mấy ông boy đi chạy xe đạp. Đó, mấy cái cổng này là vài bữa nữa. Ban đêm mất cái nhà. Nó sẽ bật đèn. Để cho mình chạy bộ vô. Đây. Đánh nguyên một cái vòng ngoài biển vậy đó. Đây là những cái cảnh xung quanh ngoài biển nghe nha. Đó, nó kìm điện vậy hết rồi nè.
ban đêm ấy, cho bật đèn vô. Mấy con nai, mấy con nai nhảy không? Đây là mình quay cảnh ban ngày, cảnh ban đêm đẹp lắm. Chút nữa tới biển mình sẽ quay. Bữa nay trời đẹp quá, bà con ai cũng ra biển ha. Là trời ngoài biển đẹp quá, bà con ai cũng sớm ra đường. Chị góp. Bà con đổ vào biển quá trời luôn đó nha. Quá. Why Justin come so long? They eat it. Yeah. Dắt mấy con boy đi chạy xe đạp. Ta đi bộ quá trời luôn. Phá xe hả em? Phá xe. Đây quả cảnh xung quanh biển. Mình sẽ vô đường này. Mình sẽ đi vòng cái kia coi cái này cái. Đi ngược cái hướng này. Ra ngắm mấy em ngoài biển cái hả đi. Come on, this way. Đây bà con ngoài biển nhiều á. Hey girl. Thank you.
Watch out the car, guy. Xuống cái đó không? Bữa nay tàu nó ra ngoài biển quá trời luôn đó nha. Xe nè, mấy xe này xe kéo tàu. Rồi cuối cùng câu cá, blackfish. Kẹo quá trời. À, một dòng biển vậy đó. Xe mà chạy vô một dòng như là 15 đô đó nha. Đang đi coi đèn, nói em. Lên đá được chứ, lên đắp cứng được chứ, đá với cát nếu được. Cái bánh nhỏ. Bánh xì. À. Cảnh ngoài biển đẹp quá. Nước như mặt hồ. Cảnh xung quanh biển này nha. Biển như mặt hồ. Bữa nay là ngày cuối cùng trời đẹp. Hôm nay người ta đi mùa vàng. Mấy chiếc tàu đậu xuống tàu câu. Giờ này nước cạn quá sao câu quá. Ôi trời tiết ở đây tụt xuống. Để ra xuống nước. Wow. Cái này đẹp quá cả nhà. Đây, mình đứng ở trên cao rồi, tàu dễ vô rồi. Bây giờ câu cá blackfish dễ vô. Wow. Đó, người ta câu bên đây, có người đi chụp hình. Wow, biển đẹp quá. See, I told it's a beautiful view. Want to take a photo? Yeah. No. Đây, cho mấy nhỏ thả mấy cái dốc này xuống đây nha. Cái dốc này. That's it. Tire? Yeah, the hill. What, made your tire ready? Xuống dốc này nè. À, mình đó nó đang dựng đèn á, thấy không nha. Cái chị em. Want to go down over here? Jim. Jim. Right. No. No shot. Oh my god. Chim ở Mỹ quá trời luôn đó nha. Đó. Giờ Việt Nam lấy cái nỏ tỉa nè. Đó. Wow. Holy macaroni. Đó. Hình như sắp bão tới hay gì mà chim nó dày nhiều quá cái thần. Oh man. Sáng có nghe bị động đất không? Ở Boston với Goa lận. Có vậy à? 4 chấm. It's a guarantee. 4 chấm là cái mạnh. Yeah.
Ủa, kia chiếm còn bay dữ trời. Wow. Cái kia quỷ một đàn quá trời luôn đó nha. Ok, let's go. Yeah. Ủa, còn nữa. Dữ thật trời. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Chim nhiều, chim nhiều quay quá trời trời. Hả? Chim nhiều quá trời nhiều. Chù nó nguyên một bầy kìa. Mà nó không có rộ thôi sao. Đông quá quá cho nó kìa. Đó. Quá trời luôn. Cùng mấy con bự không mấy. Bữa nay mà có chiếc xuồng bơi xuống đã ha. Trong đó dead end hay chạy ra của kia đó. Hình như nó vô chỗ không biết. Chỗ năm mà câu cua đó thì gọi là có. Chỗ này đúng thôi, người ta đây tắm biển được, đứng ngồi đây đúng thôi, đúng đúng rồi. Không, cái này có cái. We wait for you too long, man. Man, we kill him, man. That's how we do it. That's cheating. Mẹ đó đúng quá, xe Việt Nam mình đủ bỏ wheel vô nó lô thì wheel trong này nó có body kick rồi body kick đụng mà cái này đâu có gì đâu quá khô ấy con vợ. Okay, you buy this one. Let me buy the other one. What is that? What is it?